Xin chào các em, chào mừng các em đến với bài học môn địa lý lớp 10. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương 3, cấu trúc của trái đất, các quyển của lớp võ địa lý. Bài 7, cấu trúc của trái đất, thập quyển, thuyết kiến tạo mảng. Đầu tiên, các em hãy trả lời cho cô một câu hỏi thú vị như sau. Con người có thể đi từ bán cầu này sang bán cầu kia thông qua một đường ranh xuyên qua lòng trái đất hay không? Vì sao? Con người không thể đi từ bán cầu này sang bán cầu kia thông qua một đường ranh xuyên qua lòng trái đất được, vì trái đất của chúng ta là một vật thể rất lớn và nó được cấu tạo bởi nhiều lớp khác nhau. Việc nghiên cứu và vật chất trong lòng trái đất là một vấn đề rất là khó khăn, vì vậy mà các nhà khoa học phải thông qua các phương pháp gián tiếp để nghiên cứu và suy đoán về cấu trúc cũng như thành phần trạng thái của vật chất ở bên trong lòng trái đất. Và phương pháp thường được dùng hiện nay đó là phương pháp địa chấn. Thông qua những tài liệu về sóng địa chấn thì chúng ta đã có những kết luận về cấu trúc của trái đất như sau. Cấu trúc của trái đất bao gồm 3 lớp. Đầu tiên là lớp vỏ trái đất, thứ hai là lớp manti, thứ ba là nhân trái đất. Mỗi lớp sẽ bao gồm những thành phần riêng. Đầu tiên, lớp vỏ trái đất gồm có vỏ lục địa và vỏ đại dương. Ở lớp manti, chúng ta có manti trên và manti dưới. Và lớp nhân thì chúng ta có nhân ngoài và nhân trong. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng lớp của cấu trúc của trái đất. Ở mỗi lớp, các em hãy đọc sách giáo khoa và tìm hiểu cho cô về độ dày, tỷ lệ thể tích, thành phần vật chất cấu tạo chủ yếu và trạng thái của mỗi lớp của cái vật chất đó. Đầu tiên, lớp vỏ trái đất. Lớp vỏ trái đất là lớp ngoài cùng. Lớp vỏ trái đất là một lớp cứng có độ dày từ khoảng 5 km ở đại dương và 70 km ở lục địa. Nó bao gồm hai thành phần chính, đó là vỏ lục địa và vỏ đại dương. Lớp vỏ trái đất được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau. Tầng đầu tiên là tầng trầm tích, do các vật liệu vụn nhỏ bị nén chặt tạo thành. Tiếp theo là tầng granite, bao gồm đá granite và các loại đá mẹ. Cuối cùng là tầng basalt. Tầng basalt bao gồm đá basalt và các loại đá nặng. Và nhìn vào hình này, chúng ta có thể thấy được sự khác nhau của lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương, đó là khác nhau về độ dày. Và ở lớp vỏ đại dương chúng ta không có tầng granite. Sau đây là nội dung của phần 1 lớp vỏ trái đất, các em hãy ghi vào tập cho cô. Tìm hiểu lớp thứ hai là lớp manti. Độ dày của lớp manti được tính từ vỏ trái đất cho tới độ sâu là 2.900 km. Lớp manti chiếm tới 80% thể tích và 68,5% khối lượng của trái đất. Lớp manti được chia làm hai tầng, tầng manti trên và tầng manti dưới. Tầng manti trên
bao gồm những vật chất ở trạng thái quánh liễu. Vật chất của tầng mantle dưới ở trạng thái rắn. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm về quyển đầu tiên của lớp võ địa lý, đó là thạch quyển. Các em hãy đọc sách giáo khoa và cho cô biết khái niệm thạch quyển. Thạch quyển bao gồm vỏ trái đất và phần trên của lớp mantle đến độ sâu 100 km, được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau tạo thành một lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của trái đất, được gọi là thạch quyển. Sau đây là nội dung của phần 2 lớp mantle. Các em hãy ghi vào tập cho cô. Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm hiểu đến lớp thứ 3, nhân của trái đất. Độ dày của nhân trái đất khoảng 3.470 km, gồm có hai tầng, đó là nhân ngoài và nhân trong. Vật chất ở nhân ngoài ở trạng thái lỏng, còn nhân bên trong là ở trạng thái rắn. Đây là nội dung của phần 3 nhân trái đất. Các em hãy ghi vào tập cho cô. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần 2 đó. Thuyết kiến tạo mãi. Để nghiên cứu phần 2 đó, thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về thuyết trôi dạt mặt địa. Vào năm 1915, Wegener, nhà khoa học người Đức, đã cho rằng các lục địa cần nối liền với nhau và sau đó chúng bị tách ra do luật ly tâm của trái đất. Nhưng những nhà khoa học khác lại cho rằng lớp vỏ đại dương quá cứng, các lục địa có thể di chuyển, và đã bác bỏ ý kiến của ông. Vào cuối thập niên 60, sau nhiều cuộc thăm dò đáy đại dương đã cho thấy lục địa thực sự di chuyển trên nền của các mảng kiến tạo, và từ đó thuyết kiến tạo mảng đã ra đời hoàn thiện hơn thuyết trôi dạt lục địa của Wegener. Sau đây các em hãy nhìn cho cô hình 7.3, các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển. Hãy nhận xét cho cô sự ăn khớp của bờ đông các lục địa Bắc Mỹ, Nam Mỹ với bờ tây của lục địa Phi. Chúng ta thấy là nếu như chúng ta viết hai bờ của lục địa này lại với nhau thì nó khá là ăn khớp. Dựa vào hình này, các em hãy kể cho cô trái đất được chia thành mấy mảng kiến tạo và kể tên cho cô từng mảng. Trái đất có 7 mảng kiến tạo. Mảng thứ nhất là mảng Thái Bình Dương. Mảng thứ hai là mảng Ấn Độ, Australia. Mảng thứ ba là mảng Á Âu. Thứ tư là mảng Phi. Thứ năm là mảng Bắc Mỹ, sáu là mảng Nam Mỹ, và mảng thứ bảy là mảng Nam Cực. Tiếp theo các em hãy nêu cho cô một số đặc điểm của các mảng kiến tạo và kết quả. Nêu nguyên nhân
của sự dịch chuyển các mảng kiến tạo. Các mảng kiến tạo không chỉ là những bộ phận của lục địa nổi trên bề mặt trái đất mà còn là những bộ phận lớn của đáy đại dương. Các mảng kiến tạo nổi trên một lớp vật chất quánh dẻo thuộc phần trên của lớp manti, và chúng không đứng yên mà dịch chuyển trên cái lớp quánh dẻo này. Nguyên nhân của sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo là do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo có nhiệt độ cao trong lớp manti. Ở những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo thì bao giờ cũng có hoạt động kiến tạo xảy ra. Đây cũng chính là những cái vùng bất ổn nhất trên vỏ trái đất, thường sinh ra nhiều các hoạt động như là động đất, núi lửa. Sau đây là hình ảnh về ranh giới giữa các mảng lục địa Á Âu và lục địa Bắc Mỹ. Chúng ta thấy là ranh giới giữa hai mảng này nếu như gắn lại với nhau thì rất là khớp. Sau đây là nội dung của phần 2, thiết kế tạo mảng. Các em hãy bổ sung bài tập cho cô. Tiếp theo, để ôn tập lại nội dung của bài 7, mời các em trả lời một số câu hỏi sau đây. Câu 1. Hãy cho biết các nhà khoa học đã dùng cách nào sau đây để suy đoán được cấu trúc, thành phần, trạng thái vật chất ở trong lòng trái đất. C là đáp án đúng, đó là phương pháp địa chấn. Tiếp theo câu 2, hãy cho biết lãnh thổ Việt Nam thuộc mảng kiến tạo nào? Đó là mảng Á Âu, câu A là đáp án đúng. Câu 3, quốc gia nào sau đây ở châu Á có lãnh thổ nằm trên một mảng kiến tạo riêng biệt? Đáp án đúng ở đây là câu B, Philippines. Câu 4, hãy cho biết hai mảng kiến tạo nào sau đây có bằng nhau? Đáp án đúng là câu D, mảng Á Âu và mảng Thái Bình Dương. Dặn dò các em về nhà học thuộc cho cô kiến thức bài 7 và xem trước cho cô bài 8. Cảm ơn các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại.